Sau những chương trình sôi nổi và hấp dẫn, chiều ngày 4 tháng 8, Hội thi Nhà nông đua tài tỉnh Lào Cai năm 2022 đã thành công tốt đẹp. Tới sự hội thi có đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Dương Đức Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Lý Bình Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Đinh Khắc Đính, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Với chủ đề liên kết sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị, 9 đội đến từ các huyện, thị xã, thành phố đã tranh tài ở 4 phần thi gồm Màn chào hỏi, Nhà nông hiểu biết, Tài năng nông dân và Nhà nông vui. Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, dàn dựng công phu, các đội đã mang đến hội thi những phần thi hấp dẫn, ý nghĩa. Đặc biệt phần thi Nhà nông hiểu biết, các đội đã thể hiện tốt sự hiểu biết của mình đối với các chủ trương của Trung ương, của tỉnh về sản xuất nông nghiệp hàng hóa, công tác hội và phong trào nông dân. Chuẩn bị rất là kỹ lưỡng về phần chào hỏi, kiến thức cũng như là phần thi cho tiểu phẩm, biết được nhiều về cái nghị quyết, về cái luật, về tất cả các nghị quyết của Trung ương nhiều hơn, cũng như là biết là trong quá trình mình sản xuất các dịch vụ liên kết, cái độ quan trọng, cái tầm quan trọng của cái việc mà mình liên kết sản xuất. Hội thi rất thành công, tiếp tục phối hợp với các ngành, lựa chọn các nội dung tuyên truyền gắn với cái hội thi, hai là phối hợp các ngành lựa chọn cái đội thi, xây dựng các chương trình, nội dung tiểu phẩm để mà dự thi cấp khu vực của Trung hội và để mà quảng bá, giới thiệu hình ảnh của tỉnh Lào Cai với các tỉnh bạn trong khu vực cũng như cả nước. Với các phần thi lôi cuốn hấp dẫn, đội tuyển đến từ huyện Bắc Hà đã xuất sắc giành giải nhất, huyện Bảo Thắng giành giải nhì, giải ba thuộc về thị xã Sapa. Ngoài ra, ban tổ chức cũng đã trao giải khuyến khích và giải phụ. Qua hội thi Nhà nông đua tài cấp tỉnh, Hội Nông dân tỉnh sẽ thành lập đội thi đại diện cho cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn toàn tỉnh Lào Cai tham gia hội thi cấp khu vực tại tỉnh Lai Châu vào cuối tháng 8 tới đây.